The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại. Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi? Em đi về, em có nào hay, anh đã rời say. Mai tôi đi, xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền. Dù môi kêu đắm đuôi, hay mặn nồng. Xin chào tất cả quý vị đã đến với chương trình The Jimmy Show. Hôm nay rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình này. Hôm nay sẽ có một người khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện cùng với Jimmy. Và đặc biệt hơn là trong cái không khí rất là sang và đẹp của Lạc Cầm thì chúng ta để cùng nhau gặp gỡ nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin chào anh. Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình và xin chào Jimmy. Yeah. Và trước hết anh xin chúc mừng cho show của em. Yeah, cảm ơn. Anh nghĩ là cũng phải đến lúc đài cần những cái chương trình như vậy và những người trẻ như em. Dạ, cảm ơn anh thật là nhiều. Thì cái lời khen của anh cũng là cái nguồn động lực để em tiếp tục làm cái show này, để gửi đến khán thính giả những cái cuộc trò chuyện với những người nghệ sĩ mà mọi người yêu mến trong bao nhiêu năm qua. Em muốn hỏi ngay anh câu đầu tiên là em được biết anh trước đây ở Seattle, thì cơ duyên nào đưa anh qua Cali và góp mặt tại hội quán Thùy Dương? Nhà anh lúc đầu đi qua Mỹ là ở New York, mà qua đó lạnh quá, cả nhà chịu không nổi, thế là dọn về Cali. Nhưng mà sau khi về Cali ở thì em biết cái khoảng thời gian từ 95-96 thì cái tình trạng băng đảng ở Cali nhiều lắm. Đó là lý do mà nhà toàn trai không à. Hết 4 đứa con trai rồi, có 2 đứa con gái. Bố mẹ sợ con cái hư đó. Thế là dọn về Seattle. Anh lên Seattle ở thời gian, xong rồi anh cũng đi về đây, anh đi học. Học làm nghề móng tay, thì cái nghề đó là cái nghề mà trong cái thời điểm đó và có thể cho đến bây giờ nó là cái nghề gọi là cái nghề cứu cánh. Đúng vậy. Của người Việt hải ngoại mình. Chính xác. Ai cũng, bất cứ trong gia đình nào cũng có một người làm nail và liên quan đến nghề này. Thì đó là cái nghề làm tiền nhanh nhất và mình không có phải học nhiều. Mình chỉ cần mấy tháng trời rồi mình học xong rồi mình đi training. Mình có cái chuyên môn là mình có thể nuôi gia đình mình được. Thì anh là con trai lớn cho nên anh đi học cái nghề đó để cho mấy em mình nó đi học. Vậy là anh em mình là đồng nghiệp rồi. Thì trước đây em cũng là nail, cũng từ nail ra cái bước đầu tiên khi qua Mỹ. Và cái cơ duyên nào mà anh lại đến hội quán Thùy Dương của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy mà anh hát và bắt đầu sự nghiệp tại nơi đó? Thật sự anh đến hội quán Thùy Dương lúc đó là anh Thụy chưa là chủ. Anh đến lúc đó là anh Bùi Thế Phát. Anh Bùi Thế Phát là chủ. Anh đến đó, anh biết cái hội quán Thùy Dương là qua vài người bạn. Thì cũng buồn buồn rồi ở trong lớp nails. Thì cô Kim Anh là người, anh là học trò của cô Kim Anh. Ở cái trường của cô là nằm trên đường Newland với Westminster. Cái trường khá lớn. Thì anh học ở đó thì cô hay văn nghệ lắm. Cô kêu bắt cặp, coi như là bắt đại đứa nào lên phải hát. Thì anh cũng lên anh hát. Xong rồi từ đó mình mới quen những người bạn đó, rồi bắt đầu đi ra những hồi đó thì như quý vị biết là tại miếng đất Orange County này có rất nhiều những quán karaoke nổi tiếng, thì anh cũng đến đó anh hát, rồi xong rồi bắt đầu mình mới quen. Anh gặp Hoàng Trọng Thụy là ở một cái đám cưới, một đám cưới của một nhân vật nào đó cũng khá là nổi tiếng ở cộng đồng, người làm một cái chức rất lớn trong cộng đồng, thì anh đến đó theo lời mời của mấy đứa băng nhạc, mấy đứa bạn nó đánh nhạc cái đêm đó, thì nó nói ê tới chơi với tao, thì ở đây có đám cưới lớn lắm, có nhiều ca sĩ, rồi thì mình cũng tới đó mình chơi rồi lên hát một bài. Thì anh nhớ là ở Long Phụng Lầu á, Long Phụng Lầu là cái đối diện Phước Lộc Thọ, cái nhà hàng bây giờ vẫn còn rất là nổi tiếng. Seafood Co. Tới đó thì anh gặp nhiều người lắm. Hôm đó anh có gặp nhạc sĩ Phạm Duy nè, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, kể cả nhạc sĩ Trúc Hồ, mà rất là nhiều ca sĩ. Thời 90 mấy. Thì anh hát xong một cái bài, xong anh đi ra ngoài, anh đứng ở ngoài chơi hút thuốc, thì anh gặp một cái người rất là cao, cao ráo, đẹp trai lắm. Anh còn nhớ là anh mặc cái bộ đồ suit màu beige. Anh đến anh bắt tay mình
và ảnh giới thiệu anh là Tuyển Văn, anh vừa mới nghe em hát một cái bài hát rất là hay mà anh nghĩ cái giọng của em hợp với những cái bài nhạc của anh. Thì hôm nào nếu mà được thì anh em mình get together để mình có thể hát những cái bài. Thì mình cũng, tại lúc đó em biết là mình đi qua bên Cali thì những cái người mà thích làm ca sĩ hoặc là muốn trở thành ca sĩ đó, thường thường mình gặp rất là nhiều người producer. Những người producer thiệt cũng có, những người producer dõm, dõm cũng có. Em hiểu không? Thì mình cũng đụng những cái bad experience. Cho nên mình không có tin ai. Cho đến lúc anh gặp anh Hoàng Trọng Thụy thì anh giới thiệu anh là Tuyển Văn, thì mình cũng không biết anh là Hoàng Trọng Thụy. Thì mình cũng chả tin, nói thật với em, anh cũng chẳng tin, cũng gật đầu cho vui vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì ảnh mời thì mình cũng đến nhà. Thì đến nhà gặp hai vợ chồng, dễ thương lắm, anh với em, hai người bạn đến. Thì ảnh mới lấy đờn guitar ra, ảnh đờn mấy cái bài. Thì trong đó anh có nghe được, khi mà anh nghe cái bài đầu tiên là anh bị sốc, anh nói chẳng lẽ anh cha này xạo. Thì cái bài Đoạn Khúc Cưới Cho Em, Trên Con Đường Một Mình Em, bài đó hồi xưa chị Thùy Dương rất là nổi tiếng cái bài đó. Thì anh đàn xong cái anh nói là, em nói ủa cái bài này hay quá, bài này em nghe hoài nè. Anh nói ừ bài này anh viết. Cái mình nói đâu có, bài này của Hoàng Trọng Thụy mà. Anh nói anh là Hoàng Trọng Thụy. Lúc đó mình mới biết là mình gặp người nổi tiếng, người mà mình hâm mộ mà mình không hề biết ảnh là ai. Mà lại mình chỉ nghe cái tên Tuyển Văn, cái tên Tuyển Văn là ảnh nói sở dĩ ảnh có tên Tuyển Văn là ảnh làm đài VNCR. Có một thời ảnh làm host của đài VNCR thì ảnh lấy cái tên Tuyển Văn. Sau này thì ảnh mới đổi luôn, ảnh mới lấy luôn cái tên thật của mình là Hoàng Trọng Thụy. Đó. Wow, vậy thì khi mà... Từ đó là anh em có duyên có duyên gặp với nhau. Và lúc đó là... Sau anh đó thì anh mới sang cái hội quán Thùy Dương. Thì anh ra anh chơi với ảnh nhiều hơn. Anh ra đó chủ yếu là anh em get together. Rồi mình có được chị Lucy. Chị Lucy đàn đàn piano rất hay. Đúng vậy. Và anh được anh Thụy train rất nhiều từ hội quán Thùy Dương. Vậy là có thể nói là anh từ hội quán Thùy Dương ra. Vậy anh cũng là một cái may mắn. Cái đó là một cái duyên. Rất là may. Và lúc đó thì anh Thụy có giao cái sáng tác mới nào cho anh thâu CD hoặc là video thời đó không? Có bài nào để có, viết cho anh? Có một bài, đó là bài Người Như Cố Quên. À. Thì khi anh Thụy nghe anh hát, anh Thụy nghe cái giọng của anh thì anh Thụy mới viết cái bài này. Giống như người Việt mình kêu là Donnie đóng giày, anh viết cho anh. Thì anh phát trên đài VNCR, thì chị Phan Mỹ Sương là người giống như là thư ký ở đó đó. Chị Phan Mỹ Sương, lúc đó anh đi làm nail ở New Mexico. Thì anh Thụy với chị Phan Mỹ Sương là pay cho anh. Kêu là pager, cái thời đó xài pager chứ chưa có cell phone. Thì kêu anh gọi lại thì anh gọi lại. Thì anh Thụy anh nói là anh phát cái bài này á, ngày hôm đúng một tuần mà mỗi ngày có ít nhất 15 cuộc gọi vô để hỏi bài này là bài hát gì và ca sĩ là ai. Lúc đó anh chưa có tên Nguyên Khang. Thì anh Thụy biết là anh cũng chỉ hát cho vui thôi, anh cũng không có mơ màng gì đến cái chuyện mà mình muốn làm ca sĩ. Thì anh Thụy nói là anh nghĩ là em nên consider cái này là cái career của em. Tại vì từ xưa giờ anh phát nhạc của nhiều ca sĩ lắm. Nhưng mà ít có khi nào mà được cái phản hồi tốt như vậy. Có nghĩa là khán giả họ rất chú ý đến giọng hát của em. Mà anh nghĩ là em nên học hỏi thêm để mình có thể đi theo đường chuyên nghiệp. Thì anh cũng nói là em cũng chỉ hát cho vui thôi chứ thật sự mình không có mong gì. Thì sau đó cũng bẵng đi một thời gian thì bắt đầu có những trung tâm nhỏ, như là thời đó là trung tâm Bích Thu Vân của chị Cathy Huệ. Là cái tiệm Bích Thu Vân là lớn lắm ở trong Phước Lộc Thọ thời đó, chuyên bán những nhạc sang. Tất cả những bài hát nhạc sang em cứ vào đó là em kiếm được. Đúng vậy. Chú Thành của trung tâm World là anh ruột của chị Bích Thu Vân, và một số những trung tâm khác gọi cho anh. Gọi cho anh Thụy để kiếm anh, trong đó có cả chị Thùy Dương. Ca sĩ Thùy Dương. Thì anh Thụy chơi khá thân với Thùy Dương. Thì chị Thùy Dương có nhã ý mời anh xuất hiện trong cái show của chị, cái show ra mắt CD. Lúc đó là chị Thùy Dương không còn hợp tác với trung tâm Asia nữa. Thì anh có xuất hiện trong cái show của chị Thùy Dương và hát một bài. Thì tên thật anh không phải là Nguyên Khang. Anh Thụy phải tốn 2 tuần lễ để đặt cho anh được cái tên Nguyên Khang. Sau khi loại bỏ một loạt các cái tên. Đừng cuối bị cùng chung. Hai anh em đồng ý với cái tên Nguyên Khang.
Và không ngờ cái tên nó đã dính chặt với đời anh tới ngày hôm nay. Nó có những cái kỷ niệm rất là vui. Mà cái đêm của chị Thùy Dương thì sau khi anh hát thì anh được rất nhiều những offer của những trung tâm nhỏ. Họ mời anh thu đĩa. Thì trung tâm đầu tiên anh được hát một bài đó là trung tâm của chị Thùy Dương, TD Music. Rồi sau đó thì anh có những cái bất đồng với cách làm việc của chồng chị Thùy Dương. Anh không có happy với cái cách làm việc đó. Cho nên anh không có hợp tác với chị Thùy Dương nữa. Thì anh hợp tác với trung tâm World, World Production của chú Thành. Kêu là chú Thành hiện đại đó. Hợp tác với chú Thành cũng được vài cuốn. Thì sau đó anh thấy nó bấp bênh quá. Anh muốn trở lại cái công việc làm nail của anh cho nó chắc ăn. Tại vì lúc đó thật sự bố mẹ anh giận anh. Bố mẹ không nói chuyện với anh. Mặc dù thời đó là băng đĩa nhạc đang rất chạy. Nhưng mà bố mẹ thì không muốn anh đi theo cái nghề này. Nhất là bố anh. Cho nên anh nghĩ là mình đi làm cái gì cho nó chắc ăn. Rồi cũng duyên đưa đẩy em hiểu không? Cuối cùng thì... Anh, thì ngày hôm nay tên tuổi của anh thì ai cũng biết tới hết. Và rất là yêu quý giọng hát của anh. Câu chuyện của anh kể rất là lý thú và có nhiều người chưa biết về những chuyện này. Cảm ơn anh. Và sau một vài phút thương mại thì hai anh em sẽ chia sẻ thêm về những sinh hoạt văn nghệ của anh. Ok. Và quý vị hãy giữ màn ảnh của chúng tôi.